Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Quay trở lại với clip tiếp theo của mình đi. Ngứa đi. Con Thúy là ai? Con Thúy là ai? Cô thích con Thúy ạ? Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi tưới rau nhé, vận động cơ thể. Bạn Diêu và ai mà trồng rau ấy, các bạn nhớ đi tưới rau vận động cơ thể nhé. Rất tốt luôn. Cua đi. Đi. Khóc ơi. Cô lại giữ cho chị. Xuống đấy bẩn. Đấy các bạn ơi, tưới rau mình cũng đứng, kiểu mình đứng lâu lâu này mình không tích tụ mỡ bụng, không lười biếng, rất tốt nha các bạn. Yoga nên làm nha các bạn nhé. Sáng nay mẹ đi chợ mua gì cô ơi? Sáng nay mẹ đi chợ mua được gì? Đưa cô đi tiêm xong đi chợ không? À thế đưa cô đi tiêm, đưa cô đi tiêm, có đưa cô đi ăn bún không? Hả? Có. Ngon không? Ăn bún được kẹt à? Ừ. Sướng nhỉ? Làm ướt vào chị. Cô nghe chị bảo gì? Nào! Con chó xuống đây. Hả? Cái gì? Làm công ty à? Mà vứt vào rau của chị đánh cho mình. Rau sắp ăn thì... Nhà cô có rau không? Chợ mẹ trồng chưa? Đi làm thì cũng hỏng riêng. Khét. Thế rau to như này kìa. Ở chỗ nào? Ở dưới ruộng. Ở dưới ruộng của chú ấy. Nó mọc kìa. Trời. Nhiều không? Nhiều, có khá là cả. Thế á? Mẹ trồng lâu chưa? Lâu. Thế khi nó lớn thì... Thế khi chị nó sẽ khỏi. Chạy đi chú ướt. Cô chị đã chí. Con bao của chị nha, chạy đi tránh ra không che hết chị rồi. Không làm thế. Về
Về đi cô ơi, Đức về rồi. Cô ơi, Hợp ơi, về đây, Đức về rồi. Về chơi với Đức đi. Vào đấy không có ai đâu nhá. Đấy các bạn ơi, mình vừa tưới rau xong rồi. Vận động cơ thể rất là tốt luôn. Một ngày dài mình làm rất là nhiều việc nhà và mình bận. Mặc dù là mình không tập yoga nhưng mà mình cũng vóc dáng của mình như này là mình cũng ok rồi. Bởi vì mình không quá béo cũng không quá gầy ấy mọi người. Đấy là đều như là mình chịu khó mình vận động ấy. Các bạn tập yoga, các bạn đừng nghĩ là các bạn chỉ tập yoga và các bạn đừng nghĩ là tập và cả ăn kiêng các bạn có được sức khỏe và vóc dáng như mình mong muốn nhé. Mọi người không cần quá ăn kiêng. Mọi người có thể ăn những đồ ăn hoa quả mà mình giới thiệu cho ấy. Rồi là mọi người vận động những công việc như mình này thì nó cũng là giúp cho các bạn rất là nhiều luôn. Đó. Nên là mọi người hãy chịu khó vận động như mình nhá các bạn nhé. Rất là tốt cho cơ thể các bạn tập yoga luôn. Cô tìm bóng kia xem thấy không? Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi một chút, mình uống cốc nước. Bởi vì lúc nãy là mình đã đi xuống làm việc rất mệt. Mình nghỉ một tí nha, mình nói nhiều mình đau hết cổ rồi các bạn ạ. Không biết mua một lọ chứ. Thêm nước mắm 25.000 cho mấy mấy. Đây còn được đây. Ừ thì chắc nó đi. Đây. Nên cho đấy. Cho gì cả? Qua cái này. Hợp ăn không? Ừ. Bê nó xuống Quyến ơi, bê nó xuống. Bê nó xuống chị á. Cho vào mấy cái này nữa. Nào cho nó lại đây đi. Ở trong vẫn có một cái kẹo nữa sao ấy. Kẹo nó xuống đấy, liên cho mình. Đấy. Đức ơi, đây mẹ bóc xích cho Đức nào, lại đây. Lại đây mẹ bóc xích cho. Lại đây, nào mẹ bóc xích cho. Ơ, có loại xương xích ngon rồi à. Nó vẫn cực cứng hôi hôi ấy. Nó không ngon như cái loại mềm mềm đâu. Đấy, mình vừa đi tưới rau về rồi các bạn. Yoga, tập yoga nhớ vận động nhiều như mình nha. Bye bye tất cả mọi người.